Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng sẽ được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nãy giờ hơn một lần nữa, Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin nhắn nhủ với tất cả bà con trên mọi miền tổ quốc. Sau thời gian nghỉ lễ trên đường trở lại nơi làm việc, chúc bà con thật nhiều sức khỏe và thượng lộ bình an. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ Winner X 2022 đột ngột xuống giá, rẻ hơn gần 10 triệu so với giá đề xuất. Winner X 2022 hiện đang có mức giá bán thực tế ở đại lý vô cùng dễ thở, khi tất cả phiên bản của Winner X 2022 đều được bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá đề xuất. Thậm chí có phiên bản Winner X 2022 rẻ hơn giá đề xuất của Honda lên tới gần 10 triệu đồng. Winner X 2022 được Honda Việt Nam trình làng vào thời điểm đầu năm nay để thế chỗ cho phiên bản Winner X thế hệ trước. Winner X 2022 sở hữu kiểu dáng trông ấn tượng hơn rất nhiều so với phiên bản trước, bởi lối thiết kế bổ sung thêm nhiều chi tiết vuốt nhọn, xây dựng nên một tổng thể toát lên vẻ đẹp thanh thoát, gọn gàng khi người xem quan sát từ mọi góc độ. Winner X 2022 còn có thêm những trang bị mới dư đủ chất lượng như sen phốt cao su, ổ khóa xi măng cây, cổng sạc USB. Cường hóa sức hút của mẫu xe này đối với những người hâm mộ của Honda và nhóm khách hàng yêu thích xe cùng tay. Vì Winner X 2022 được rất nhiều người quan tâm nên việc giá bán thực tế của Winner X 2022 đột ngột giảm sút đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi. Honda Winner X 2022 vừa ra mắt không lâu đã giảm đến gần 10 triệu để kích cầu. Honda Winner X 2022 đang được các đại lý giảm sâu đến 10 triệu đồng để thu hút người mua. Giai đoạn cuối tháng 4, Honda Winner X bản tiêu chuẩn đang được bán với giá dao động từ 37,1 đến 39,1 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết của hãng 7 đến 9 triệu đồng. Winner X bản thể thao giá 41 đến 42 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 8 đến 9 triệu đồng. Riêng Winner X bản đặc biệt giảm sâu đến 9,5 triệu đồng so với giá đề xuất, kéo giá xe tại đại lý hiện chỉ còn 40,5 triệu đồng. Đây được đánh giá là lần giảm sâu nhất kể từ khi Honda Winner X 2022 ra mắt. Trước đó ở thế hệ cũ, mẫu xe này cũng thường xuyên giảm sâu đến điểm có lúc bán thấp hơn giá niêm yết gần 20 triệu đồng. Tình trạng giảm giá sâu của Winner X hoàn toàn trái ngược với một số mẫu xe hot của Honda như SH, Vision, Leaf đang lên từ vài triệu cho đến vài chục triệu so với giá niêm yết. Do đó không loại trừ khả năng các đại lý đang chạy doanh số và gia tăng thị phần cho mẫu xe này ở phân khúc xe cùng tay thể thao tại thị trường Việt Nam. Theo số liệu bán hàng công bố gần đây nhất, Honda Việt Nam trong tháng 3 năm 2022, Winner X đạt doanh số 11.279 xe, chiếm 6,2% tổng doanh số bán xe máy của hãng. Đầu năm nay, Honda Việt Nam đã cho ra mắt mẫu xe cùng tay Honda Winner X 2022 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Xe sở hữu thiết kế mang tính khí động học với diện mạo thể thao, góc cạnh. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế thế hệ mới Winner X 2022 đến từ ống xả mới. Góc nghiêng của đuôi ống xả được giảm xuống 20 độ. Điều này giúp xe không còn bị người chạy phía sau phàn nàn như trên phiên bản cũ. Xe trang bị có động cơ với cam đôi DOHC làm mát bằng dung dịch, 4 kỳ cylinder kết hợp cùng hộp số 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,5 nm tại 6.500 vòng trên phút. Đặc biệt là sự xuất hiện của phốt chặn chốt xích cũng là trang bị mới trên chiếc xe cùng tay này. Bên cạnh đó, thế hệ Winner X 2022 tiếp tục duy trì hệ thống chống bấm cứng vành ABS cho bánh trước trên hai phiên bản đặc biệt và thể thao, tăng cường sự an toàn trong các tình huống bất ngờ xảy ra. Sau Honda Winner X đến lượt Honda Vario 160 giảm giá sâu đến 20 triệu để kích cầu. Những thông tin về việc Honda Airblade 160 sắp xuất hiện trên thị trường
đã khiến giá bán của Honda Vario 160 liên tục lao dốc những ngày gần đây. Theo đó, Honda Vario 160 bản CBS hiện được bán với giá từ 57,7 triệu đồng và bản ABS dao động từ 67,7 đến 69,2 triệu đồng. Như vậy, giá xe Honda Vario 160 đã giảm tới gần 20 triệu đồng so với thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam. Động thái giảm giá này diễn ra ngay sau khi những thông tin ban đầu của Honda e-Blade 160 xuất hiện, khiến sức hút của Honda Vario 160 bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm giá sâu tại nhiều đại lý. Ra mắt thị trường vào tháng 2 năm 2012, Honda Vario 160 với động cơ 160cm khối đang vượt trội hơn Honda e-Blade 150 về khả năng vận hành, khiến Honda e-Blade 150 gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh để giữ vững vị thế. Ở thế hệ thứ 6, Honda Vario được trang bị động cơ ESP+, dung tích 156,9cm khối, SOHC 4V, la mát bằng chất lỏng và hệ thống phun xăng điện tử BGM-FE. Kích thước của piston là 60mm với hành trình piston 55,5mm, tỷ số nén khá cao ở mức 12.1. Các trang bị nổi bật trên Vario 160 2022 vẫn bao gồm khóa thông minh Smart Key, phản đồng hồ kỹ thuật số, phanh ABS. Tuy nhiên, đối thủ nặng ký sắp tới Honda e-Blade 160 mới cũng sẽ sử dụng động cơ 160cm khối, sản sinh công suất 11,2 kW tại 8.000 vòng trên phút, tương đương khoảng 15,2 mã lực, giúp xe đạt tốc độ tối đa lên đến 104 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu 2,3 lít trên 100 km, theo dữ liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Sức mạnh động cơ mới trên e-Blade gần như tương đương động cơ của Honda Vario 160. Và vừa rồi là hình ảnh cùng thông tin về giảm giá của Honda Winner X 2022 và Honda Vario 160. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết cho thằng xin một like, đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.